Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình thử đi bắt ong mọi người ơi. Thử đi bắt ong rồi lại coi nắng hổm rày nè. Đó, mới vừa hết nắng hổm rày chắc này mình đang ở trên ngọn cây me này nha mọi người nha. Nè. Mình leo tốt trên ngọn luôn rồi nè. Mình vừa thấy được cái tổ ong ruồi ở phía sau đây nè. Nó ở trong cái lùm trong đó đó. Ở đây mọi người khó thấy lắm, nó đen đen đó đó. Vậy thôi để mình xin ngưng để mình bắt thử coi có mặt hay là không nha mọi người nha. Để mình đi bữa nay mình đi thổi thử vài tổ coi có mặt không. Chứ vô mùa mưa này cũng hên xui lắm mọi người. Ok, mình mới vừa leo ra mình cắt được mọi người. Cái nào mình cắt được mình cắt mình cho mọi người xem nha. Nè. Có mặt nha. Mặt khá là tốt luôn. Đó. Vậy là nắng hổm rày rồi, có mặt lại rồi. Anh em đi bắt ong có thể tìm vòng vòng trên mấy ngọn cây được rồi đó. Nè, mặt khá là đẹp nha. Nãy nó vướng cái nhánh này mình không thấy mình cắt rồi. Đó, mặt gì là quá là được rồi. Trên cây nó hơi lắc tí xíu mọi người xem thông cảm nha. Rồi vậy thôi chắc có lẽ mình xin ngưng để mình xử lý nó luôn mọi người. Tại trên cây này gió treo leo quá. Nè, ong nó gom lại nè. Nè nha, mặt đầy đóng tem nha. Để mình quay chi tiết cục mặt này cho mọi người xem nè. Anh em bắt ong nha, trong nghề giờ mình sẽ biết liền nha. Mặt cắn xuống dưới tới phấn luôn. Vừa phát hiện ra được một tổ nữa trong đám sậy nè mọi người. Đó. Không biết có mặt hay là không nè. Tổ này thấy nó cũng già nè. Cái này ở trong sậy chắc không ham quá. Tại mình tìm trong sậy thử coi ong nó còn ở không. Mình thỏ ra thử coi có mặt hay không. Nè, khô trơn nha. Được có cái sóng trên chút à. Toàn bộ khô trơn à. Trong sậy cỡ này à, không chắc ăn là gì đó mọi người. Đó. Chơi gần vô cho mọi người xem mấy cái túi mặt này. Hay là nó chưa đầy ta. Cũng không khẳng định được nữa. Để mình quẹt cái thử đó. Wow, có mặt mọi người ơi. Tưởng khô. Tại trá mặt trời mình không thấy nè. Rồi, vậy mình lấy luôn. Nó không có đủ đầy để bít nắp thôi à, chứ không phải là không có mặt. Rồi, ổ này có mặt nha. Nè, cây nó xước ra mình mới thấy được miếng mặt nè. Wow, không ngờ mọi người. Nè. Đó. Nó gần đầy bít nắp nha. Nãy tưởng đâu xa xa, mình tưởng đâu khô, mình tính bỏ rồi đó. Nhờ mình quẹt ra được lỗ nè. Đó. Vậy là khá là ngon rồi, đối với mùa mưa mà. Rồi thôi mình ngưng để mình lấy nó ra rồi mình đi tiếp luôn mọi người. Một tổ ong nữa luôn mọi người. À, tổ này hơi gọn nha. Nhưng mà nó tơ gì thì chắc chắn là sẽ có mặt. Tại mình thấy con ong nó đeo vô cái bầu mặt kìa. Này đóng cây nổ đồng tiền trong đám sậy nữa nha. Chặt cho nó gớt xuống luôn. Không chịu gớt nữa. Rồi gớt rồi. Mình vừa cắt vừa quay á, hai ngón tay mình kẹp vô cái tổ ong á, nên cắt có đôi lúc nó hơi gục, lắc cái máy mọi người xem thông cảm nha. Nè, quá luôn mọi người, mặt quá là ok luôn nè, nè, khá là đẹp nha, đều bon mặt luôn, ong nó không chịu ra hết nữa nè, đó. Anh em bắt ong mình quay gì là biết nha. Mình quay chi tiết ở dưới cái giai đoạn nó giáp phấn á. Nè. Mặc vô gì là đầy trơn rồi. Tại mình chuyển sang ống kính rộng á. Mình quay cho đỡ lắc tí xíu. Nên mọi người thấy nó nhỏ. Rồi ok, mình để cho bọc mình đi tiếp luôn mọi người. Vừa phát hiện ra được một tổ trên cây xài kìa mọi người. Nè. Đó. Cái này thì vừa bắt vừa quay hơi khó, để mình qua mình coi thử coi mình mở máy được không.
Nếu không mở máy được mình cắt rồi cho mọi người xem mặt nha. Đây mình leo lên tới mọi người. Mình cắt xuống một đầu cho nó gớt xuống dưới nha. Đó. Mình còn đầu ngoài thì mình không có sợ nó đi luôn. Rồi, ổ này mặt đẹp luôn mọi người. Nè. Bàn kiến nó cắn quá cắn rồi. Kiến khủng khiếp luôn. Mọi người thông cảm nha. Đó, đây mình gác lên cái đây. Nè. Mặt đầy nữa nha. Khá là ngon luôn. Thôi mình tranh thủ mình xuống mọi người. Kiến quá kiến rồi. Nè. Bên đây cũng ngon nữa nè. Đây một tổ nữa trong bụi tre mọi người. Ngoài tầm giới nha. Nè. Trong bụi tre gai nè nha. Cái này mình tỉa vô mình leo lên chở mình cắt mới được nha. Chắc có lẽ mình cắt xong mình xuống mình mới cho mọi người xem thử coi có cục mặt nó ra làm sao mới được nha. Chứ này tre gai mà vừa leo vô vừa cắt vừa quay chắc không được rồi. Đó. Tụi ông coi nhìn cũng đã ghê không. À. Rồi mình ngưng để mình tỉa vô mọi người. Ok mình lấy xuống xong mọi người. Nè. Mặt tôm trơn nè. Khiếp mặt luôn. Già. Già mà nó vẫn còn mặt nha. Đó. Cùi mặt này cũng khá là hấp dẫn nè. Đóng kèo tre. Trong tre là có mặt. Rồi, vậy thôi mình xử lý nó, mình đi tiếp luôn mọi người. Đây mọi người, mình thấy được cái tổ ong già nó bỏ đi nè. Mình cắt cái dĩ ra cho mọi người xem nè. Quần trong ba sậy này khá là mệt luôn, sao lông quá sao lông. Đó. Khủng khiếp cái dĩ không? Cục mặt nè. Cái này nó tưởng đâu đi lâu ai về đi cũng không được lâu quá lâu đâu nha mọi người nha. Tại nó còn chắc ngọt nè, kiến nó còn vô nó ăn nè. Kiến lửa không à. Đó. Dĩ khá là to luôn. Rồi. Mình tiếp tục đi thôi. Không biết còn tìm được ổ nào nữa không. Ok giờ cũng trưa mọi người. Chắc có lẽ mình xin ngưng để mình đi về quá à. Nè. Được 5 tổ nha mọi người nha. Mình đi bắt thử chơi nên mình không có đem theo cái keo nha. Mình bỏ trong bọc mình treo nè. Đó. Được 5 tổ. Toàn là ông có mặt không à nha. Mặt im im không à. Không có tổ nào gớt chứ. Mình đi tìm một buổi gì được 5 tổ nè. Tại mình không có chuẩn bị đồ trước nên mình không có đi nguyên ngày. Chứ lại mình cũng đi gần nữa. Đó. Anh em bắt ong ruồi có thể đi tìm bắt lai rai được rồi đó. Tại ong giai đoạn này nó nắng hởm rồi cái nó vô mặt lại nha. Vài bữa nữa mưa dầm lại là bắt đầu nó đứt mặt lại. Nhưng mà tìm ổ tìm tổ ong hơi cực nha mọi người nha. Tại mình đi mấy cái điểm của mình gần gần đây nè. Tìm được 5 tổ nè. Chứ đi nguyên ngày thì không biết sao. Đó. Mà mấy anh em nào mà thích bắt ong ruồi á. Xem clip này nhớ cho mình một like và nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những clip bắt ong ruồi tiếp theo của mình nha. Vậy thôi chắc mình xin kết thúc clip này đây luôn. Mình còn về nữa. Thôi xin chào mọi người luôn nha.